Vâng, thưa quý vị, như VTV9 của chúng tôi cũng đã phản ánh, gia đình của bà Hồ Thị Gái trú tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần làm hồ sơ đăng ký và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất mà vợ chồng bà đã khai phá và sử dụng ổn định từ trước năm 1993 đến nay. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa vẫn không hướng dẫn các thủ tục cho gia đình của bà Gái, chỉ vì cho rằng đó là đất công. Điều này đã khiến cho gia đình bà Gái làm đơn khiếu kiện nhiều nơi để đòi lại quyền lợi. Và phóng viên của VTV9 đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa và huyện Vĩnh Cửu để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Làm việc với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khẳng định các thửa đất 90, 91, 92 và 93 tờ bản đồ số 19 xã Bình Hòa là đất công do Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa quản lý theo số mục kê năm 1998. Xã đã lấy ý kiến từ cộng đồng và lãnh đạo cán bộ địa chính xã trước đây. Đến năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa đã đưa 4 thửa đất trên vào phương án đất công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Tất cả các cái văn bản pháp lý mà chúng tôi thu thập được thì gần như là chỉ riêng về số mục kê không thì nó đã chứng minh đây là đất công rồi. Còn chuyện quá trình mà trước đó đưa vô như thế nào là thời chuyện của đời trước chúng tôi phải rà lại. Nhưng mà riêng sổ mục kê không đã chứng minh là đất công rồi. Thêm một số cái văn bản giấy tờ thì Ủy ban Nhân dân xã có đề cập thì bà Hồ Thị Gái đã sử dụng từ năm 1993. Như vậy là cần thiết phải đánh giá lại việc lập sổ mục kê tại thời điểm năm 1998 là có phù hợp hay không. Thì nhưng mà muốn đánh giá cái này thì xã Bình Hòa phải xác định được cái nguồn gốc thời điểm quá trình sử dụng thì mới cơ sở đánh giá là đúng hay sai. Lãnh đạo xã Bình Hòa tiếp tục đưa ra dẫn chứng khác để nói rằng đất công là trước đây các thửa đất này được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao các xí nghiệp đá tại Bình Hòa giai đoạn 1978-1994, trong đó có xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Vĩnh An. Phóng viên đã liên hệ ông Trần Văn Đỗ, nguyên giám đốc xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Vĩnh An để tìm hiểu thông tin. Thế nhưng ông Đỗ cho biết các khu vực liên quan việc khai thác đá trước đây không phải vị trí 4 thửa đất của gia đình bà Gái. Vô trong đó có một cái hầm nước nó rộng cả mẫu ở trong đó là tụi tôi khai thác ở trong đó. Khai thác như trung đoàn 935, đất đó là thuộc về của sân bay quản lý. Không có dính líu gì tới chuyện của địa phương. Các kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai vào năm 2018 đều có chung nội dung hướng dẫn bà Hồ Thị Gái lập thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các thửa 90, 91, 92 và 93 tờ bản đồ số 19 xã Bình Hòa. Vì trên thực tế, khu đất này do vợ chồng bà Gái quản lý sử dụng. Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa không quản lý sử dụng khu đất này. Diện tích còn lại lập thủ tục thu hồi đưa vào đăng ký quản lý đất công. Tức là chúng ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất có thể là nói là hướng dẫn sẽ cấp một phần, phần còn lại thu hồi vào diện tích đất công ích của xã quản lý. Đó là một ý. Hoặc là hướng dẫn sẽ cấp toàn bộ, cũng là một ý. Hoặc là toàn bộ đây là đất công, theo như chúng tôi rà soát, nó là theo như là đất công. Gia đình bà Hồ Thị Gái cho rằng cách giải thích của lãnh đạo xã Bình Hòa không đúng bởi thời điểm kết luận thanh tra, gia đình bà kê khai có 8 thửa đất, sau đó họ đã hiến 4 thửa để xây trường học và một số công trình nhà nước khác. Ủy ban Nhân dân xã là cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước tại địa phương, trong đó có thẩm quyền quản lý đất đai. Thật khó hiểu khi cơ quan này cho rằng kết luận thanh tra muốn hiểu sao cũng được. Dựa vào việc này, chính quyền xã Bình Hòa không thực hiện các kết luận thanh tra, không hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị, theo Nghị định số 33 năm 2015 của Chính phủ có ghi rằng kết luận thanh tra phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh. Và cho tới nay thì các kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Cửu và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai đang được thực hiện. Vâng, và tuy nhiên thì lúc này thì Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Bình Hòa lại nói rằng là kết luận thanh tra thì muốn hiểu sao cũng được, để rồi gây khó khăn cho người dân và khiến họ phải khiếu kiện vượt cấp. Câu hỏi đặt ra là phải chăng thì đây là biểu hiện của việc là trên chỉ đạo, dưới không nghe và tìm cách chống chế. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và huyện Vĩnh Cửu đã có những chỉ đạo như thế nào để xử lý dứt điểm vụ việc này? Vấn đề này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho quý vị trong bản tin vào trưa ngày mai. Mời quý vị đón theo dõi.
Và thưa quý vị, trong 24 giờ qua thì đường dây nóng qua loa vệ tinh vẫn liên tục nhận được những phản ánh cũng như đơn thư của khán giả gửi về. Sau đây là tổng hợp nhanh một số phản ánh nổi bật. Ông Đặng Chí Linh ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh: Sở Xây dựng thành phố hướng dẫn cấp phép xây nhà riêng lẻ để cho người thu nhập thấp thuê. Thế nhưng thanh tra Sở Xây dựng lại không trả lời bằng văn bản cho người dân làm thủ tục hoàn công. Đến nay sau 5 năm xây dựng, công trình không thể sửa chữa do chưa được cấp giấy chủ quyền nhà. Khán giả Châu Hùng ở thành phố Cần Thơ có điện thoại 8 số đầu 0915 3090 gọi điện và gửi kèm hình ảnh cho biết: Hiện nay tình trạng dùng xiết điện đánh bắt cá tận diệt đang diễn ra trên kênh Gạch Ngỗng, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thế nhưng chính quyền địa phương vẫn không vào cuộc xử lý. Vâng, thưa quý vị, và trước những bức xúc trong cuộc sống dân sinh của mình, hoặc là quý vị muốn chia sẻ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống, thì quý vị hãy nhớ đến số điện thoại đường dây nóng Alo V9 của chúng tôi với hotline 0389 247 247.